đĩa 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 của rồi Ngọc. Rồi đến phiên là có người yêu cầu là chị Kali hát đi. Kali à, đúng rồi Kali. Thì Diễm Phan nói là hát đi Kali ơi. Kali Kali đang đang nghe xin cơm cho nên hát được. Hát một câu chơi nghe thôi. Mở nhạc, mở nhạc cái gì nha xin cơm. Câu là khán giả yêu cầu hát câu ơi. Phận là con gái chưa một lần yêu ai. Rồi gì nữa? Nhìn về tương lai mà thấy như sóng rộng đường xa. Thấy chưa? Nhà nếu đơn ngày mai nhớ ủng hộ CD mây em chưa lớn chiếu đôi mai cánh nhộng nhần. Thấy mẹ thương em nhớ tim người sẽ duyên lòng thầm mong em đậu bên cho yên một bóng thuyền lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến sợ người ta đến em không sau bao lời khuyên. Wow. Xa làm sao biết trong tình yêu như thế nào sống sâu là bao nào đó được đâu lòng người ta ai biết có dài lâu qua bao thời gian sống trong bi ai. Trái ngang nồng sâu tùy sông làm sao mà trong chưa đổ bến biết nơi nào đúng đứng không phải tại bấm hay hay quá trời ơi yêu cầu không cho yêu cầu lần sau là Kali phải xong ca rồi ngọt quá. Trời ơi, hát buổi sáng á. Sáng mà nha. mà hát được như vậy là hay lắm á. Công nhận tôi bóc bắt ông hay không? Bắt ông đúng luôn rồi. Sáng mà hát được như vậy là tối tắt tiếng á. Em rồi.